Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn Chinh phục nâng cao toán 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Video này chúng mình sẽ đến với tuần học 10, phép cộng trong phạm vi 10, tiết 2. Chúng ta đến với câu 1, câu sai là đáp án A, 5 cộng 5 bằng 10, đúng rồi. Đáp án B, 4 cộng 1 bằng 5, đúng rồi. Đáp án C, 6 cộng 3 bằng 9, đúng rồi. Đáp án D, 2 cộng 7 bằng 10, à sai rồi, 2 cộng 7 bằng 9 mới đúng cơ, đúng không? Như vậy, chúng mình chọn câu sai là đáp án D nhé. Câu 2, phép tính có kết quả bằng 6 là, à chúng mình thấy có đáp án D, 1 cộng 5 bằng 6 đây rồi, mình chọn đáp án D. Tiếp theo là câu 3, điền số tích hợp, 3 cộng mấy bằng 5, chúng mình có thể quan sát tranh, chúng mình nhìn ra được phép tính này. Chúng mình cùng với thầy đếm xem là có mấy con chuột màu nâu nhé. 1, 2, 3 này. Mấy con chuột màu xám nè. 1, 2. Vậy thì ở đây chúng ta có 3 cộng 2 bằng 5. Chúng ta đếm xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. 3 cộng 2 bằng 5. Chúng mình khoanh vào đáp án là C. Thế còn câu này mà không có tranh thì chúng ta vẫn có thể tính được đúng không? Mình có thể dùng chấm tròn, có thể dùng quay tính hoặc là dùng đếm ngón tay. 3 cộng 2 bằng 5 các em ạ. Tiếp theo là câu 4. Phép tính không thích hợp là 3 cộng 4 bằng 7 là sai rồi, không phải bằng 8 đúng không? Như vậy mình chọn ngay không thích hợp đây là đáp án A. Đáp án còn lại là 4 cộng 4 bằng 8, đúng rồi. 2 cộng 6 bằng 8, đúng rồi. 3 cộng 5 bằng 8 cũng đúng rồi. Tiếp theo là câu 5. Phép tính thích hợp là, chúng mình xem kết quả của phép tính nào bé hơn 5 nhé. 1 cộng 4 bằng 5 thì không thể bé hơn 5 được đúng không? Chúng ta không chọn đáp án A. 2 cộng 2 bằng 4 thì ta thấy 4 bé hơn 5, như vậy đáp án phép tính thích hợp là đáp án B. 3 cộng 4 bằng 7 không thể bé hơn 5 được. 1 cộng 5 bằng 6 cũng không thể bé hơn 5 được, đúng không? Tiếp theo thầy cho mình đến với câu 6, đó là điền đúng sai. 8 cộng 1 bằng 9, đúng rồi. Tiếp theo này, 2 cộng 6 bằng 9 là sai, bởi vì là 2 cộng 6 bằng 8 mới đúng cơ, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền sai. 3 cộng 7 bằng 10, đúng rồi. 4 cộng 4 bằng 7 là sai, bởi vì 4 cộng 4 bằng 8 mới đúng, đúng không? Vậy ta điền sai. Tiếp theo thầy trò chúng mình cùng đến với câu số 7. Điền số tích hợp 1 cộng mấy mấy thì bằng kết quả của phép tính 3 cộng 4 nào? Ta thấy rằng là 3 cộng 4 bằng 7, đúng không em? 3 cộng 4 bằng 7 này. Như vậy thì 1 cộng mấy mấy bằng 7 nhỉ? À ta thấy rằng là 1 cộng với 6 bằng 7. Như vậy số cần điền đây là số 6 rồi. Mình chọn vào đáp án D. Tiếp theo là câu 8. Điền số tích hợp 2 cộng với mấy sẽ lớn hơn kết quả của 4 cộng với 5. Ta thấy rằng 4 cộng với 5 thì bằng 4 cộng với 5 thì bằng 9. Như vậy 2 cộng mấy thì lớn hơn 9 nhỉ? 2 cộng với 8 thì bằng 10, 10 lớn hơn 9 nhé. Như vậy ta sẽ phải điền số 8. Vậy thì câu số 8 này chúng mình chọn vào đáp án là B nhé. Tiếp theo chúng mình cùng với thầy đến với lại câu số 9. Phép tính tích hợp là này, mấy cộng với mấy thì bé hơn kết quả của 2 cộng với 3. Chúng mình cùng thực hiện 2 cộng với 3 nè. Ta thấy 2 cộng với 3 thì bằng 5. Vậy thì mấy cộng với mấy thì bé hơn 5. Chúng mình xem đáp án. Ta thấy rằng là 1 cộng với 2. Ta thấy rằng là 1 cộng với 2 thì bé hơn 5. Bởi vì là 1 cộng với 2 bằng 3. 3 bé hơn 5 đúng không? Như vậy đáp án thích hợp ở đây. Phép tính đáp án A nhé. Câu số 10, phép tính có kết quả lớn nhất là, bây giờ chúng mình cùng thực hiện. 2 cộng với 6 bằng 8, thầy sẽ ghi bằng bút chì 8 này. 4 cộng với 3 bằng 7 này. 1 cộng với 8 bằng 9 này. 5 cộng với 2 bằng 7 này. Kết quả lớn nhất đây là 9 rồi. Vậy câu 10 chúng mình khoanh vào đáp án C. Câu 11, phép tính có kết quả nhỏ nhất là, bây giờ chúng mình thực hiện nhé. 1 cộng với 9 bằng 10 này. 2 cộng 2 bằng 4 này. 3 cộng 5 bằng 8 này. 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy kết quả nhỏ nhất ở đây chính là đáp án B nhé. Tiếp theo thầy trò mình đến với lại câu 12. Hai hình dưới đây có tất cả số hình tam giác là. Bây giờ chúng mình sẽ đi đánh số tự, sau đó mình cùng đếm. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Chúng ta cùng xem những hình nào là hình tam giác nhé. Hình 1 là hình tam giác rồi này. Chúng ta có H1. Hình 2 cũng là hình tam giác, H2. Hình 3 là hình tam giác, H3. Hình 4 cũng là hình tam giác, chúng ta có H4. Hình 5 cũng là hình tam giác, H5. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi ghép
các hình lại với nhau. Ghép hai hình với nhau, ta có hình 1 với hình 2, ta được hình tam giác này. Chúng ta có H1, 2. Ghép hai hình với nhau, ta có hình 3, hình 4. Ghép lại với nhau, ta có H3, 4. Rồi H4, 5. Bây giờ ghép cả ba hình với nhau, ta có H3, 4, 5 nhé. Hình 2, 3, 4, 5 ghép lại với nhau. Hết rồi các em ạ, bây giờ chúng mình sẽ đi đếm tất cả nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy có tất cả là 9 hình tam giác. Câu 12 này chúng mình chọn đáp án là C. Tiếp theo là câu 13. Các số tích hợp điền vào ô trống là 10 lớn hơn kết quả phép tính nào rồi lại lớn hơn 6. Bây giờ chúng mình cùng viết ra nhát như sau. Chúng mình thấy rằng là 10 thì lớn hơn 9, đúng không các em? 10 lớn hơn 9 và 9 lớn hơn 6 là đúng rồi này. Như vậy 3 cộng với mấy bằng 9 nhỉ? À 3, chúng ta biết rằng là 3 cộng với 6 đúng không? Vậy số cần điền này có thể là số 6 đúng không nào? 3 cộng 6 bằng 9, ta ghi ở đây nhá, số 6 này. Tiếp tục nào, chúng ta lại có là 10 lớn hơn 8 và 8 lớn hơn 6, đúng rồi. Như vậy 3 cộng với mấy bằng 8 nhỉ? Chúng ta có 3 cộng với 5 bằng 8. Vậy ta có điền số 5. Tiếp tục mình lại có 10 lớn hơn 7 và 7 lớn hơn 6, đúng không? Vậy thì 3 cộng với mấy bằng 7 nhỉ? Ta có 3 cộng với 4 thì bằng 7. Như vậy các số tích hợp có thể là số 6, có thể là số 5, có thể là số 4 nhé. Như vậy là câu 13 này chúng mình chọn cho thầy là đáp án là B nhé. Có thể là 4, 5, 6. Tiếp theo chúng mình đến với câu 14. Các số tích hợp điền vào ô trống là... Câu 14 ta cũng làm tương tự như câu 13. Bây giờ ta sẽ thực hiện là 4 cộng 2 bằng 6. 6 bé hơn kết quả phép tính 4 cộng với lại ô trống này. 4 cộng 6 bằng 10. Bây giờ ta thấy rằng là 6 thì bé hơn 7 và 7 bé hơn 10 đúng không? Tiếp tục này. 6 bé hơn 8 và 8 bé hơn 10 này. 6 bé hơn 9 và 9 bé hơn 10. Như vậy thì 4 cộng với mấy bằng 7 đây nhỉ? À chúng ta có được là 4 cộng với 3 thì bằng 7. Kết quả là 4 cộng với 3 bằng 7 đúng không? Thì lớn hơn 6 và bé hơn 10. Tiếp tục 4 cộng với mấy bằng 8? 4 cộng với 4 bằng 8. Và 4 cộng với 5 bằng 9. Như vậy các số tích hợp có thể là 3, 4 hoặc là 5. Mình chọn đáp án D. Tiếp theo là câu 15. Số tích hợp điền vào dấu hỏi chấm là số mấy? Chúng ta cùng thực hiện nhé. 2 cộng 1 bằng 3, thầy sẽ ghi luôn vào đây. 3 cộng với 4 bằng 7. 7 cộng với 3 bằng 10. Như vậy thì ở trong câu 15 này thì chúng mình khoanh vào đáp án là A. Thầy cho chúng ta đã làm xong 15 câu hỏi của tuần học 10 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học tốt. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.